Kính thưa quý vị và tất cả các bạn, thật là sung sướng và hạnh phúc cho chúng tôi được đứng ở đây trong một chương trình rất tuyệt vời như thế này. Tôi xin chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc. Vâng, xin kính chào quý vị. Tôi cũng xin chúc quý vị là sang năm mới quan trọng nhất là sức khỏe, cứ phải mạnh khỏe. Và thêm nữa là một cuộc sống hạnh phúc, có thật nhiều niềm vui. Còn thành công tiền tài thì cứ từ từ nó sẽ đến. Anh cũng là một MC truyền hình của nhiều show truyền hình khá là ăn khách. Tôi hỏi thế này, có phải là một trong những cái tiêu chí quan trọng để trở thành một MC đó là phải khéo mồm đúng không? Sao anh lại nói thế ạ? Tại vì tôi thấy các MC hay khen nhau này, miêu tả về ai đấy, nói về ai đấy cũng đều rất là lấp lánh, thậm chí đến chính những người đấy cũng cảm thấy hơi ngại ngại. Vâng, vâng, đây là một câu hỏi có lẽ là rất thú vị của một người mà ngấp nghé đứng ngoài nhòm vào giới showbiz nhưng mà không thể đặt chân được vào. Vâng, ẩn đằng sau câu hỏi này là một cái gì đó nó vừa ngưỡng mộ, nó vừa kèn cựa và khó ở. Có tí ghen tị. Vâng, thế thì anh xác nhận rồi nhá. Vâng. Tôi phải nói thật với anh là này, mặc định trong những người làm chương trình và làm nghề biểu diễn chúng tôi ấy, vâng, là một cái luật bất thành văn. Vâng. Trừ khi ghét nhau lắm ấy, thì không phát biểu gì. Vâng. Còn lại yêu yêu thôi, thích thích vừa vừa để quen thôi, là cứ lên sân khấu là bắt buộc là phải khen nhau. Là phải khen. Đấy, là cứ lên sân khấu là phải khen. Phải khen nhau. Đấy. Chứ sao không lẽ lại chửi nhau. Nên là khen cũng là chuyện bình thường. Thế anh thử ví dụ khen là như thế nào. Được khen nhá. Vâng. Thưa quý vị, đứng bên trái tôi đây là một người phải nói là rất thông minh. Anh ấy là một trong số những người thông minh nhất Việt Nam. Anh ấy thông minh nhất Vịnh Bắc Bộ. Anh ấy cũng là một người thông minh vươn tầm sang Vịnh Thái Lan. Và trong thời gian tới đây anh ấy còn gửi một cái đơn để xin xác nhận là một trong số 5 người thông minh nhất vịnh Mexico. Anh ấy là, vâng, anh đứng bên cạnh tôi đây, anh đấy, vâng. Anh ấy nếu như nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1. Tôi xấu hổ đấy, tại vì là nói thật với anh, tôi này và tất cả quý vị ở dưới đều biết những lời anh nói là không đúng sự thật. Cái sự thật hiển nhiên nhất và cũng là cái ưu điểm tốt nhất của tôi ấy, là cái vẻ đẹp trai bền vững với thời gian. Thì anh lại không nói đến. Anh lại nói về thông minh. Tôi nghĩ là khen một ai đấy thông minh là thường là dành cho những cái trường hợp chả có cái gì để khen cả, đành phải khen là thông minh. Vâng, trong trường hợp này thì quan điểm của anh là đúng. Tôi xin lỗi anh. Vâng. Vâng. Tôi nghĩ tiêu chí của MC quan trọng nhất đó là phải dẫn dắt một chương trình diễn ra một cách đúng theo ý đồ của đạo diễn, cả về nội dung và cả về tiến độ thời gian. Tôi cũng sẽ nhanh thôi. Thưa quý vị, để đảm bảo tiến độ thời gian và chứng minh mình là MC chuyên nghiệp, chúng tôi xin kết thúc phần của mình ở đây. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Từ từ đã. Sao? Mình ra đây vẫn còn phần quan trọng nhất, đó là nói về năm Kỷ Hợi. Tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị, đứng bên trái tôi đây, nhà Hợi học. Năm ngoái thì anh bảo tôi là nhà chó học, năm nay thì lại bảo là nhà Hợi học. Thưa quý vị, để nói về con lợn thì phải nói là trong số các con vật mà loài người chúng ta thuần hóa thì con lợn là một con rất là thân thiết, gần gũi. Đồng thời tôi xin hỏi anh nhá. Dạ. Thế tại sao người ta hay nói là ngu như lợn? Đáng nói hứng thì anh lại hỏi nhỉ. Thực ra đấy là một cái quan điểm sai lầm. Sai lầm thế nào ạ? Con lợn thực ra không ngu. Vâng. Nó cái hàng thông minh của nó được xếp vào ngang với Tinh Tinh, thậm chí còn hơn cả Tinh Tinh và chó. Theo các nghiên cứu của bạn bè của tôi trên toàn thế giới thì biết rằng ấy, là lợn nó có thể nhớ được ít nhất 40 gương mặt của những người khác nhau. Nó có thể phân định được, tìm được đường đi trong mê cung. Nó có thể như vậy là phân biệt được màu sắc khác nhau. Đấy. Và đặc biệt là phần thể hiện cảm xúc. Lợn khi mà vui mừng cũng vẫy đuôi như chó. Nhưng vấn đề là chúng ta không nhìn thấy đuôi nó vẫy vì nó đuôi nó nhỏ quá. Còn khi nó lo sợ hay là nó cảm thấy sợ hãi điều gì là nó đi tiểu tiện và đại tiện không kiểm soát. Đấy cũng có biểu hiện cảm xúc đấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Thưa quý vị, thật tuyệt vời, trong những ngày đầu xuân chúng ta lại biết rất nhiều điều mà liên quan đến những thành ngữ, tục ngữ hay là những câu nói quen thuộc trong cuộc sống. Và đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho chúng ta thường xuyên nói là sợ vãi. Vãi gì? Vãi. Vãi gì? Sợ vãi, à mà thôi không nói. Còn vâng. Sao đâu. Đấy cũng chỉ là một vài cái ví dụ về gọi là trí tuệ của lợn. Vâng. Để thấy rằng là nó cũng không hề ngu như chúng ta vẫn nghĩ. Vâng. Lợn là một con cũng khá thông minh. Ngày xưa nhà tôi nuôi lợn ấy, tôi mỗi một cái lần tôi đi về, buổi trưa tôi về đi học về là đến giờ cho lợn ăn. Úi giời, bọn nó kêu rồi, nó gọi rồi. Khi tôi ra tôi bê cái chậu cám ra, gớm, anh em nó vui mừng. Tức là phấn khởi nhìn thấy tôi như nhìn ngôi sao, phấn khởi lắm. Tức là lợn nó nhận ra anh. Nhận ra tôi chứ. Vâng, tôi cũng phải chia sẻ thật nhé thưa quý vị. Với anh Tiến Dũng thì nhìn cái ấy, là cái khuôn mặt của anh ấy nó có điều gì đó rất đặc biệt. Mà không chỉ người nhìn đầu tiên
đã có thể nhận ra, mà lợn cũng rất dễ nhớ khuôn mặt anh. Nhà ngày xưa nhà anh có nuôi lợn không? Có chứ, mình nuôi lợn trong nhà tắm nhá. Ừ, lợn nó nằm đây. Đây, ừ. Đây, 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 lợn nằm ở chỗ này. Không, rồi. Nó nằm đây đi. Anh đừng có chỉ sướng tôi. Nằm đây. Rất tỉnh. Thì nó nằm ở chỗ này. Mình có cái vòi hoa sen đây, ừ. Mình gạt nước, nước nó tắm, nước mình tắm, mình tắm ở phía trên, nước trôi xuống, lợn tắm. Đầy đủ cả xà phòng, dầu gội đầu. Đầy đủ. Và thường là chúng ta phải có cái trà gót chân đấy. Trà gót chân cho sạch. Nếu không có con lợn nằm đây, mình cứ thế này. Vừa sạch nó, vừa sạch mình. Đúng rồi, đấy. Vì ngày trước ấy, là nhà tôi khi nuôi lợn, là nhà tôi gọi đấy là anh bạn lớn. Sao lại là anh bạn lớn ạ? Tức là anh lợn bán đấy. Đấy. À. Mà vì là nuôi là để bán nên là nó đúng thực sự là một anh bạn lớn của một gia đình. Vì nói gì thì nói, đấy chính là một khoản đầu tư về kinh tế của gia đình. Vâng. Nuôi nấng cả một năm trời, ngày xưa lợn nó lớn chậm lắm. Đúng. Đến cuối năm mới bắt đầu là cân lợn rồi đem bán rồi mang lại. Thế đấy là một cái khoản thu của gia đình. Tôi nói anh là nhà hợi học và anh có cung cấp một số thông tin về lợn. Nhưng mà có thông tin tin được, có thông tin cần phải kiểm chứng. Dạ, phần lớn là để kiểm chứng. Còn nữa, còn việc các cụ có câu là biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. À. Anh có thể biết rất nhiều thứ, nhưng riêng về đầu tư, à, riêng về kinh tế, à, thì tôi nghĩ rằng anh không giỏi hơn các quý vị ở đây, đặc biệt là một số vị khách mời đâu. À, thế cho nên là anh nói về đầu tư, tức là múa rìu qua mắt thợ, à, là tôi nghĩ không tiện lắm. À. Và cái chủ đề mình nói về năm con hợi, à, thưa nhà hợi học. À, vâng. À, thế này, có một câu hỏi mà tôi đã hỏi rất nhiều người nghiên cứu rồi, nhưng mà chưa có cái câu trả lời thỏa đáng. Vâng. Đó là tại sao ở miền Bắc thì lại gọi là con lợn? Vâng. Còn từ Nam Trung Bộ đổ vào miền trong thì mọi người lại gọi là con heo. À đấy. Xin mời. À, cái này ấy là tôi cũng nghe nhiều anh giải thích lắm. Vâng. Nhưng mà có một anh giải thích thế này tôi cảm thấy là cũng khá hợp lý. Vâng. Anh ấy bảo là cái lý do nó xuất phát từ cái phương ngữ của từng vùng. Vâng. Ví dụ như đổ từ miền Trung vào miền Nam ấy, vâng, thì là khi phát âm cái từ ngày xưa các quan mà đi tuần các thứ, các quan vào thăm thú bên trong ấy, tức là từ miền Bắc này vào thăm các vua các vùng bên trong ấy, quan lại đấy, quan lại các thứ đấy, thì là nếu mà dân tình mà ra mà chào quan lớn, từ quan lớn mà nói theo phương ngữ của người miền trong thì nó thành cái gì? Anh đi nội anh nói giọng Huế này. Chào quan lớn. Ừ. Chào quan lợn đấy. Đó. Thế là quan lớn lại thành quan lợn đấy. Thế thì các quan không thích điều đấy. Chả nhẽ lại đổi tên quan lớn khác thì không được, mà vẫn phải gọi là quan lớn. Thế bây giờ người ta chọn giải pháp là đã vậy thì đổi tên con lợn, cấm từ nay không được gọi con lợn là con lợn nữa. Ồ, tức là cấm không được gọi con lợn là đúng con rồi, lợn. Để người ta không có liên tưởng đến cái việc người ta nói là quan lợn cả. Đấy, từ trong đấy. Làm quan sướng nhá. Đổi hẳn tên một con vật của một giống một loài, vâng, thành cái khác. Chuyện bình thường. Vâng. Làm quan sướng. Thế thì gọi là con gì? Mà tại sao nó lại là con heo? À như này. Thiếu gì con không chọn? Tất nhiên. Vâng. Nhưng mà là vì là ngày đấy cái quy định ấy là nếu như ai mà còn gọi con lợn là con lợn thì sẽ bị phạt 5 hèo. Hèo tức là cái roi ấy, 5 hèo, 5 cái gậy, vâng, cái gậy dài này. Thế là cuối cùng là người dân mới bảo là cái con này là cái con 5 hèo ấy này. Cứ động vào nó là gọi cái tên thuật của nó ra là nó thành con 5 hèo đấy. Thế là cuối cùng mà người ta cứ 5 hèo, mà anh thử nói cái 5 hèo trong tiếng phương ngữ miền trong xem là gì? Nắm heo. Đấy, nắm heo, đúng không? Nắm heo. Đấy, thế cuối cùng dần dần lâu dài thì cái con đấy người ta gọi là con heo. Tức là cái con này nếu mà gọi đúng tên nó ra thì sẽ bị phạt hèo. Thế nên là người ta gọi là con heo. À, vâng. Tôi tưởng năm hèo tức là heo nằm. Không, cũng có thể, nhưng mà... Cũng may, thưa quý vị, theo cách giải thích của anh Dũng ấy, nhà hợi học ấy thì cũng may là mọi người không sử dụng cái vòi nước để đánh. Ừ. Chứ nếu mà dùng vòi để đánh không khéo lại thành... Voi. Vâng. Vâng, con lợn ở miền trong này có thể gọi là con voi. Vâng, thế lúc ấy chúng ta lại phải mất công đổi tên con voi, vâng, để thành một cái con khác để làm sao? Dạ, em chào hai anh ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng. Dạ, hai anh làm ơn cho em hỏi đường đến trường tiểu học Mẫu Mực đi lối nào ạ? À, trường tiểu học Mẫu Mực thì cứ đường này thẳng là đi thôi, nhưng mà chị đến xin học cho con hay cho cháu? Dạ, em xin cho em ạ. Cái gì? Con lại cụ. Trông thế này mà đi xin học cho mình. Đấy là trường tiểu học mà. Ô hay khổ quá. Em xin vào đó để làm giáo viên mà. Ừ. Sao chị lại chọn cái nghề nguy hiểm thế? Sao lại... Nghề giáo viên là nghề cao quý. Ừ. Là người đưa chuyến đò cho các em học sinh qua sông. Tại sao anh gọi là nghề nguy hiểm là như thế nào ạ? À vâng. Nếu mà chị có lý tưởng như vậy thì chị cứ thoải mái thôi. Vâng. Tức là chị không thấy nghề giáo là nghề nguy hiểm ạ?
Tôi chả thấy, tôi chỉ thấy nó là nghề cao quý thôi. Vâng, vâng. Thế thì chị yêu nghề. Vâng. Chị rất yêu nghề. Vâng. Chị lại có lý tưởng cao đẹp. Dạ. Chị lại muốn cống hiến. Cống hiến, đúng rồi. Muốn truyền đạt những kiến thức của mình cho các em học sinh. Đúng rồi. Mà chị bây giờ chị đang đi xin việc ạ. Vâng ạ. Vào làm giáo viên ạ. Đúng rồi ạ. Vâng, chị đấy, đúng rồi. Tuổi trẻ có khác nhỉ. Vâng. Phơi phới niềm tin. Lắm. Vâng. Mời chị. Chị đi thẳng. Đi thẳng ạ. Cứ thẳng đường lớn mà đi. Vâng. 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 Thế có rẽ trái hay rẽ phải không ạ? Không, chị không. Cứ đi thấy cái biển. À, thấy cái biển sẽ thấy. Rồi vâng, ạ. Vâng, cảm ơn vâng. Hai anh ạ. Vâng. Vâng, vâng. Vâng ạ. Vâng, chào chị. À chị ơi. Dạ. Chúc chị may mắn. Cảm ơn anh ạ. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Vâng, làm nghề giáo là nguy hiểm. Vâng. Và thông qua đây tôi cũng xin lưu ý rằng làm nghề giáo cần phải tinh nghề của mình. Vâng. Cần phải có nhiệt huyết. Vâng. Cần phải có niềm tin. Vâng. Và đặc biệt là cần phải rất khỏe. Vâng. Khỏe cánh tay. Đúng rồi. Và dai cơ chẳng nách. Có phải là để viết phấn cũng phải cần cơ chẳng nách? Không, không, không phải. Bây giờ anh nhầm rồi. Thế là để làm gì anh biết không? Không. Để sẵn sàng là gạt, đỡ này, né này. Gõ đúng không? Tát để lên gối cái thứ đỡ được. Rồi, vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Tức là thường thường ấy thì người ta chỉ có cái ngành nào chuyên về thể thao người ta mới quan tâm đến vấn đề sức khỏe rồi đúng. Thể thao các thứ thôi. Vâng. Chứ còn các ngành khác thì người ta đâu có điều kiện để rèn luyện. Thế nên là thường chúng ta lại không để ý việc đấy. Nên là chúng ta đôi khi quên mất cái vai trò của thể thao. Thể thao trong cuộc sống ngoài cho chúng ta bình thường hàng ngày mọi người anh đều tập đừng được nhập sức khỏe. Anh đừng nhầm giữa thể dục và thể thao nhé. Khác nhau hả anh? À, khác nhau đấy. Có phải là thể dục thì là tập cho mình, còn đúng lại rồi. Thể thao thì là tập thể dục ở chỗ hội thao đúng không? Đúng, đại ý. À, đấy, tôi đoán được anh mà. Thế nhưng mà thể thao ấy thì nó mang lại một cái không khí khác hẳn. Đúng. Chúng ta năm vừa qua sống trong không khí sôi sục. Thực ra là những ngày gần đây thôi, cận Tết thôi, vâng. Tôi vẫn nhớ như in cái không khí. Đấy, đầu năm chúng ta cũng có U23 mà. Đúng cuối rồi. Năm chúng ta có đội tuyển Việt Nam tưng bừng. Đến đấy anh có đi bão không? Tôi có đi bão. Hôm nào? Cái hôm mà đội mình vô địch, tôi có đi bão. Anh đi bão? Tôi đi bão luôn. Còn tôi thì xin lỗi, gia đình tôi có điều kiện. Nhà tôi mặt phố rất to cho nên tôi chỉ cần mở cửa. Bão sọc vào nhà. Bão sọc vào nhà. Và thưa quý vị, là tôi đứng ở cửa nhà và tôi nhìn thấy rất nhiều cái tình huống đi bão mà thú vị. Hầu hết mọi người đi với tinh thần là hòa chung không khí thắng lợi. Đúng rồi. Nhưng mà cũng có những cái việc nó xảy ra mà tôi nghĩ rằng là cũng nên kể ở đây. Vâng, anh cứ vâng kể. Ạ. Vâng, mời anh. Thời gian chương trình còn. Thoải mái, vâng. Tôi thấy có một cụ ông chở một cụ bà trên một cái xe cà tàng, cũng là xe tình máy. Giả, tình giả. Và đi, và nó luôn, vô địch, vô địch, vô địch, xong phanh kít lại. Bà hỏi sao đấy ông, bảo tôi rơi bộ răng giả. Đấy, chắc cái quả vô ấy là đấy. Nó bay mất đấy. Vô, vô là rơi. Nó bay mất. Vâng. Chưa hết, còn có cháu bé cũng hô vô địch, vô địch, vô địch. Rồi sau đó mẹ cháu phát ba cái vào mông bảo kêu gào như thế mai đi học làm sao được ở con, trong đội văn nghệ viêm họng hát làm sao được. Đúng rồi. Vâng. Ấy đấy còn chưa kể đến là cái đám thanh niên choi choi, cỡ cái tuổi anh ấy. Không, không, cỡ tuổi anh cách đây một vài năm. Không, phải đến chục năm hơn đấy. Đấy, vâng. Một vài năm. Vâng. Thì là gì? Ngồi trên xe và đến lúc hứng chí lên. Hứng chí lên thì hành động có thể nói là hơi thiếu kiểm soát. Đó là dồ ga bốc đầu, à. Rời bố cái ông đằng sau. Ý, thế thì đau lắm. Đi một vòng rồi xong mới quay lại nhặt. Vâng, nhưng mà nói chung là với cái tinh thần vô địch thì mọi người nên vui thôi. Chứ cũng không nên vui quá như vậy. Ý đúng tôi nói đúng là vâng. Dù mọi người vui, chia sẻ niềm vui, nhân lên niềm vui nhưng có lẽ là cũng phải biết tiết chế. Phải biết là thực hiện hành vi, hành động thế nào cho nó đúng mực, vừa phải. Vâng, để nó chứ vui làm sao nó trọn vẹn. Đúng, chính xác, chính vâng. xác. Vâng. Anh Bắc này có nhiều người cứ hay so sánh giữa Hải Nam với Hải Bắc. Anh, quan điểm của anh thế nào? Tôi phải nói luôn nhé. Vâng. Đã mang ra so sánh đã là không hợp lý rồi. Vâng, đúng. Một câu chúng ta rất thường xuyên được nghe đó là mọi sự so sánh đều khập khiễng. Đúng rồi. Đặc biệt là về văn hóa, về nghệ thuật mà đem ra so sánh thì nó không ổn cho lắm. Vâng. Tôi phải xin khẳng định với quý vị thế này. Cùng một bộ môn nghệ thuật nhưng ở những vùng miền khác nhau sẽ có sự phát triển khác nhau. Vâng. Để làm sao để đáp ứng được những nhu cầu cần thiết của đối tượng khán giả mà những tác phẩm đó phục vụ. Tại cái vùng đấy. Tại cái vùng đấy. Vâng, vâng. Và nếu như nó không tốt, nó không được chấp nhận thì nó sẽ không tồn tại đâu. Đúng rồi, nó sẽ bị đào thải. Đào thải theo vâng. quy luật tự nhiên. Vâng. Thế thì ví dụ như hài ở phía Nam hay các tác phẩm ở phía Nam, đối tượng chính phục vụ là những người sinh sống ở khu vực. Vâng. Và phía Bắc thì là đối tượng chính là những người sinh sống ở khu vực. À, nên là họ thích thì họ sẽ vẫn xem thích như thì vậy. Xem. Vâng. Tất nhiên, thưa quý vị,
Tất nhiên là trong cuộc sống, đặc biệt với thời đại bây giờ, TV, truyền hình, radio, internet đã làm được những việc tôi cho là vô cùng quan trọng. Vâng. Một là kéo mọi người xích lại gần nhau. Đúng rồi. Hai là cái văn hóa vùng miền được lan tỏa rộng rãi và có cơ hội được lựa chọn, được đúng, chọn đúng, lọc. Đúng. Vâng. Chính vì vậy mà đây là lời chia sẻ của một nghệ sĩ được tham gia trong một chương trình đặc biệt. Thưa quý vị, hãy đừng đánh giá so sánh, mà hãy xem những tác phẩm ở vùng này, miền kia, quốc gia này, quốc gia khác như là thưởng thức một món đặc sản của họ. Như là ẩm thực đấy thì. Gì ạ? Như là ẩm thực ăn uống đấy đúng không? Lại một sự sai lầm nữa. Có nhiều người cứ nghĩ rằng cứ nói đến đặc sản là phải nói đến ăn uống ẩm thực. Thì đúng mà. Nhưng khẳng định với anh, dạ, có nhiều vùng đặc sản nó khác lắm. Nó lạ lắm. Ví dụ như anh đến Hải Phòng chẳng hạn. Vâng. Đó, Hải Phòng. Vâng. Nếu có Đồ Sơn, vâng, thì đặc sản ở đó là gì? Thịt trâu. Đúng rồi, đấy, đó là chọi trâu. À, chọi trâu. Anh phải hiểu thế. Trâu nó chết thì mình ăn, đúng, nào chẳng làm thịt mấy con đấy. Đó. Vâng. Okay. Vâng. Cho nên thưa quý vị, hãy thưởng thức như là thưởng thức đặc sản, để từ đó nếu chúng ta cảm thấy hay thì chúng ta bảo chà, đặc sản ở đây tuyệt vời. Ừ. Còn nếu chưa cảm nhận được, chưa thấy thú vị thì bảo ồ, ở vùng đó có đặc sản này cũng hay lắm, nhưng mà ta không ăn được. Đúng rồi, nhưng mà có thể ta chưa ăn hoặc vâng, không ăn được, thế thôi. Vâng. Các em ở đây đều đẹp cả. Tôi xin lỗi. Đẹp quá. Tôi đi lại đương một nhiên vòng là người mẫu là không đẹp. Ôi. Nhưng mà tôi phải nói thật, nói về cảm xúc đối với phụ nữ thì tôi phải xin mời anh Dũng, anh nói trước đi. Vâng, tôi thấy các em đây đều xinh đẹp cả, nhưng mà tôi thích nhất các em đứng gần tôi đây. Tôi thích cái vẻ đẹp này. Không không không, bạn này mới xinh chứ. Đấy là cái quan điểm của anh, nhưng theo tôi là tôi thích vẻ đẹp này, em nhìn trông rất bất khuất. Vâng. Anh quá dốt luôn. Anh bảo ai dốt? Tôi nói anh dốt. Các tại em... sao anh lại nói bạn đấy đẹp? Bạn này mới là đẹp. Xin okay, lỗi các em nhé, tất cả các em đều đẹp nhưng mà anh thôi thì... Rồi ok, các em cứ vào trong nghỉ ngơi đi. Cảm ơn các em để bọn anh giải quyết với nhau. Cảm ơn các em rất nhiều. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho các em. Rồi. Anh bảo ai dốt? Tôi xin lỗi. Anh bảo ai dốt? Tôi xin lỗi, bộ phận trợ lý nhớ xin cho tôi số điện thoại. Anh bảo ai dốt? Sao anh cứ hỏi đi hỏi lại câu đấy, tôi đã cố tình không nói rồi. Tôi rất bực mình về việc đấy. Tại vì nếu tôi nói ra sự thật thì tôi e sẽ động chạm đến một vài người và tình cảm sẽ gián đoạn. Anh có muốn biết sự thật không? Anh nói tôi đi. Nói anh dốt đấy. Tôi thích cái vẻ đẹp của cô gái đứng gần tôi. Nhưng tại sao lại thích trong khi cô này đẹp hơn? Khổ quá. Cái vẻ đẹp của cô này mới là hơn này. Thực ra về các số đo của cô thì chuẩn hết rồi. Nhưng tôi thích cái vẻ đẹp đấy. Khổ anh, thế mới là anh dốt. Thế người anh... không dốt phải chọn cô bên này. Chọn thế mới là anh dốt ý. Tôi nói với anh nhá. Thôi mình cứ đứng đây mình tranh luận về cô nào đẹp hơn. Đúng. Tiêu chuẩn nào thì tốt. Nhưng đúng, rõ ràng chúng ta thấy rằng, thôi được rồi, dưới con mắt của mỗi người thì vẻ đẹp nó được cảm nhận khác nhau. Đương nhiên. Đúng không ạ? Đúng rồi. Kể cả là của mỗi người này rồi thì qua mỗi thời kỳ. Đúng cái rồi. Cái sự cảm nhận hay là cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử nó cũng khác nhau. Đúng, cái đấy tôi ủng hộ. Đúng, đúng không ạ? Đúng, vâng. Rồi, ngay như là ví dụ, thưa quý vị, như là ngày xưa ấy thì cái tiêu chí của người phụ nữ đẹp ấy là răng phải đen nhánh hạt na. Và cái này nó có trong cả thơ rồi. Những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng. Anh có vẻ cũng biết thơ văn nhỉ. Vâng. Một tràng vỗ tay cho anh Dũng, thưa quý vị. Thơ văn thì tôi biết. Anh cứ cười đi, anh cứ cười đi. Đấy, đấy, đó. Anh cứ giữ nguyên nhé, anh cứ quay xuống. Đấy. Là bởi vì các cụ ngày xưa rất cụ thể. Thưa quý vị, phụ nữ mà răng đen thì được coi là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá người phụ nữ đẹp. Anh cứ cười đi. Vâng. Còn những người cười cái nhe răng trắng, người ta bảo là trắng ẩn như răng chó. Này, anh xỏ lá nhé. Không, đây là tôi nói các cụ. Cái này hoàn toàn là các cụ, không phải tôi. Thế nhưng tại sao bây giờ người ta đua nhau đi bọc răng sứ đấy, cho nó trắng đấy? Thì đấy mới là tiêu chuẩn của mỗi thời kỳ khác nhau. Anh muốn cười. Nhưng mà cũng có những cái tiêu chuẩn thì dù thời gian nào vẫn cứ chuẩn. Vâng. Ví dụ các cụ ngày xưa có câu là những cô thắt đáy lưng ong. Vâng. Vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi con. Vâng. Những cô béo trục béo tròn, ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày. Đấy, bây giờ nó vẫn đúng mà. Vâng, có gì khác đâu. Thực ra đấy cũng không phải là tiêu chí đánh giá vẻ đẹp đâu. Vâng. Mà đấy là kinh nghiệm chọn vợ của các cụ. À, đấy. Nhưng mà tất nhiên chúng ta lựa chọn một người vợ làm sao để mà
thỏa mãn những tiêu chí của chúng ta nhất, đúng không? Vâng, là anh em mình cứ đứng đây cứ như kiểu ban giám khảo hoa hậu ấy. Ban về hoa hậu, đúng không? Cứ như là anh em ban giám khảo, nhưng tôi biết là anh em mình chưa đủ trình đâu. Không, anh có thể chưa đủ trình, nhưng tôi hoàn toàn đủ trình. Tôi nói luôn, thưa quý vị, là tôi hoàn toàn đủ trình độ nhận thức cũng như là những cái cảm nhận về vẻ đẹp để chấm hoa hậu. Chẳng qua là không ai mời tôi thôi. Đương nhiên. Mà nếu có mời tôi cũng không nhận. Đấy, lý do là bởi vì tôi sợ tôi không kiểm soát được hành vi. Bởi vì làm giám khảo hoa hậu thì ngoài những cái tiêu chí nắm chắc ra ấy, vâng, thì họ bản lĩnh cũng phải hết sức là vững vàng. Đúng. Tại vì là không những là cái quan điểm, cái đẹp mỗi người một kiểu rồi, thì họ còn phải bảo vệ cái quan điểm của mình, đồng thời lại phải đưa ra được cái tiêu chí chung. Đúng. Thế nhưng mà đấy là lĩnh vực của những nhà chuyên môn, những người chuyên đi chấm hoa hậu hay là làm việc trong lĩnh vực sắc đẹp. Vâng. Nên anh em mình chỉ có thể đưa ra quan điểm, ví dụ như anh thích cái cô vừa rồi, tôi, vâng, thích cái cô này. Vâng. Thế nhưng mà để chọn ra hoa hậu, chọn ra những người đẹp mà còn tầm cỡ thế giới, thế thật tầm cỡ châu lục, thì phải là các chuyên gia. Oh, well timed. Long ball then. Not going easy on the opposition. And he stayed onside. Shoots, and it's hard into the bottom corner. It's 2-0 now. Time tackle. Oh, a chance now to turn defense into attack. He showed a bit too much to the opposition. Oh, it's a goal! And he's found the back of the net. What a great goal. It's just one after the other with this team. The manager will be ecstatic. The team swapped possession again. Messi has a dig, and that's off target. Bit of activity on the bench, likely to see some fresh legs introduced shortly. Let's see what difference the change makes. It's with the striker. They have the ball again. Oh, we did really well there. Messi. What a well-timed tackle. Gets the shot in. Oh, what a finish. Into the bottom corner. Decisive. Keeps adding to his team's tally. It's becoming a rout. Oh, he steps up to steal the ball. Striker's ball. Oh, and dispossessed there. Miller. He showed a bit too much to the opposition there. They've won it back. Well cut out. That's a bit cynical already. It's going to be a free kick. The manager will be delighted with this performance. Oh, he did really well there. Origi. Good defending. Well cut out. Sends it forward. Origi. Well timed then. That's a crack. Literally no stopping him today. He's got his hat trick. Of course, official has indicated 1 minute of stoppage time. And there we have it. Goals flying in today from the winning team.